Các bác đang sử dụng xe mới mà nó có những cái vết xước như thế này. Đây đây là một chiếc xe Tucson này, mới tinh nhá. Bác chủ vừa bóc ra mà bác mới đi được có 2 ngày thôi mà nó xước như thế này rồi, các bác thấy không? Nó có vết xước răm này. Đấy, tất cả những cần số, những cái khu vực mà cái nhựa bóng mà nó rất dễ bị gây xước nhá. Đặc biệt là khi các bác sử dụng móng tay hoặc là đeo những cái đồ trang sức này nó cọ này. Đặc biệt là khi mà trẻ nhỏ trên đây này đó. Kể cả những cái vị trí màn hình này là những cái vị trí mà mình sử dụng nhiều nhất này, và đây nó là nhựa đen bóng, và khi mà có những vết xước này nó nổi rất là rõ luôn. Đây các bác có thể thấy bên này ấy, là bên em đã dán PPF rồi, các bác có thể thoải mái mà cọ móng tay này không bao giờ xước nhé. Kể cả mà sau này nó có vết xước răm đi chăng nữa thì cái này nó có khả năng tự phục hồi lại được. Bác nào mà muốn xe mình bóng đẹp như mới và không bị chảy xước nhá, thì các bác dán cho em cái PPF bảo vệ nội thất hoặc là ngoại thất này thì xe của mình sẽ luôn luôn mới bóng đẹp như mới luôn. Các bác nào mà chưa biết cái địa chỉ dán PPF chuẩn chỉ ở đâu, ngon lành ở đâu, thì các bác hãy tới Akala các bác nhá.